Hello, em lại xin chào các bác nhá. Hôm qua em có quay mẫu video báo giá tổng hợp ấy, thì bật mí cái con quay một tí cái con morning dưới 200 triệu số tự động đời 2009 mà nhiều bác comment, nhiều bác nhắn tin bảo anh ơi quay chi tiết cho em cái con đấy với. Thì hôm nay em sẽ quay chi tiết với các bác cái con morning này. Thời tiết ở ngoài đang mưa, em không để ở ngoài rìa đường ngoài kia quay được và em sẽ quay ở trong cái xưởng của em. Đây, con này thì em mịch, em mua ở Tuyên Quang. Đấy, như em mịch em nói là con này gần như là còn ok hết về mọi mặt. Đấy, còn đấy là em mịch em nói. Thế nhưng mà bây giờ em mới chính thức là cầm cái máy quay xem con xe này và đánh giá trực tiếp con xe này bằng một cách rất là thực tế. Chia sẻ thật với các bác là em chưa xem con xe này đâu nhá, chưa xem con xe này đâu và tất cả chỉ là nghe lời em mịch em mới bảo là nó ok thôi. Thì là thôi thì hai anh em cùng làm với nhau và cùng sẽ hiểu nhau mà. Thế cho nên là tất cả mọi thứ thì có thể nói dối khách hàng chứ không thể nói dối anh em được, phải không các bác? Con này là con Kia Morning thuộc đời 2009, số thẳng 2009 nhưng form thuộc 2008. Các bác có thể là nhìn thấy ở đây. Đây, form số thẳng của nó đây. Đấy, và đời 2009 trở lên nó còn một cái form số nữa là số zig zag. Nhưng nếu mà số zig zag thì các bác sẽ thấy được rằng là với cái con xe như thế thì ở thị trường đang bán đâu đó tầm khoảng trên dưới 200 triệu, thậm chí là 220 triệu là chuyện rất là bình thường. Với con 2010 nó còn cao hơn nữa. Thì sau đây em sẽ quay chi tiết về con xe này các bác nhá. Thì về cơ bản thì con xe này gần như là phải sơn phẩy lại hết. Các bác nhìn này. Đấy, như cá nhân em thấy. Đây, bác nhìn thấy không? Đấy, kìa. Đấy, là em thấy rằng là con này cần phải sơn phẩy lại quanh xe. Đấy, phần đầu varơ sốc hiện tại phía này thì ok. Đấy, phía này cũng ok, phần varơ sốc. Đèn đóm các thứ là ngon lành cành đào, xe biển Tuyên Quang. Đấy, xi nhan trên gương các thứ là ngon lành hết các bác nhé. Đây, xi nhan led luôn này, đời đấy đã có xi nhan led rồi. Đấy, nhìn xa xa kia các bác sẽ thấy được rằng là có một cái cam hành trình. Cam hành trình cả cam trước cam sau. Kính trước zin thuộc đời 2008 các bác nhé. Đấy, bây giờ em sẽ xem quanh xe. Kính này đều zin. Đấy, xe thì form 2008 nhưng được lắp ráp xuất xưởng 2009, thế nhưng mà các bác để ý đấy, kính của nó cũng là 2009, chỉ có kính lái là 2008 thôi. Đấy. Phía đằng sau là kính lái, kính trước kính sau là đang 2008. Thế còn kính về phần cánh cửa thì là nó thuộc 2009 các bác nhá. Và con này thì kính zin 100%, xung quanh là đều là kính zin hết nhá. Rồi bây giờ xem này. La răng này nếu như bác nào mua về để đi tạm hoặc là về làm lại cái la răng, sơn tỉa lại, bả lại và sơn lại thứ cho nó đẹp, vì nó theo thời gian nó có thể xẹt vào, vì bản thân cái la răng này với cái lốp này là nó gần như nó bằng nhau. Thế cho nên là chèn vào vỉa hè vì hết các thứ gì là cái lốp nó nún vào thì là cái la răng này sẽ bị xước. Lốp này còn thoải mái chạy được đâu đó có tầm khoảng đôi vạn nữa. Xem phía đằng sau này nào. Vẫn còn cái tấm này. Tấm này là cái tấm mà để đồ được các thứ lên đây. Rồi ok, để đây đã. Đấy. Zin chưa tháo nha. Đây, cốp đít zin nhá. Xem con xe này thì xem cái cốp này mà zin thì chắc chắn là dưới zin rồi đúng không? Bởi vì cái này nó nằm về phía ngoài mà. Đấy. Còn phía trong này. Đây các bác nhìn đây mới thấy độ zin nó này. Đấy, nhưng mà em đã không hiểu sao chỗ này đang ướt ướt hay là em vệ sinh. Đang rửa dọn rửa vệ sinh. Rồi, phía đằng sau, ok. Đấy, tất cả bốn cánh cửa đều còn zin hết thì em nghĩ rằng là không có cái chuyện va chạm hay là đâm đụng gì ở bốn cánh cửa này hết. Đấy. Đấy, đinh bấm cái thứ zin hết các bác này. Phía trước. Ok, keo chỉ zin hết. Cửa bên phụ này chưa tháo. Chưa bị tháo. Ghế thì còn khá là đẹp, mở ra đâu xem đấy các bác nhá. Ghế thì còn đẹp không? Đấy, có ghế còn mới lau, nó dọn lại. Rồi ok. Sang phía bên tài cái xem nào. Xem là đánh giá xem con này nó chạy nhiều hay chạy ít gì đấy. Đấy. Ngồi lên xe. Đấy, ngồi lên xe như thế này thì các bác sẽ thấy rằng là cái vô lăng của nó còn khá đẹp. Em ơi, chìa khóa đâu rồi? Đưa anh mượn. Đây còn hai chìa luôn các bạn này. Còn nguyên hai chìa nhá. Đấy. Vô lăng này còn khá là đẹp từ 2009 đến giờ. Đấy, đây.
cái vô lăng này hơi mòn một tí thôi, chạy đâu đó nó chỉ tầm khoảng ngoài chục vạn này. Đấy, túi khí đã được lên màn hình Android. Đấy, có cả cam hành trình. Đấy, cái này là cái gì đấy em không biết này, các bác thông cảm nhé, em không biết cái này là cái gì đâu. Đấy, không biết cái anten của cái gì luôn. Không biết lắp cái gì thì em cũng chưa rõ luôn. Thôi được rồi, ok. Em xem nào. Kiểm tra túi khí. Ok. Đấy, các bác nhìn nào, đấy, túi khí nó mất đi đấy. Và nó không, bật lên ngay, nó không lên nữa. Và mình phải tắt đi một tẹo. Đấy, sau đó mình bật lại. Sau đó mình bật lại thì túi khí nó mới lại lên tiếp. Sau đó nó sẽ tự mất. Và khi nó mất thì nó không mất đi theo bất kỳ một cái đèn nào cả. Đấy. Và mình tắt đi, mình bật lại ngay. Đấy, là nó vẫn đang ở chế độ check túi khí. Nó còn ok. Ok các bác nhá. Xe thì đã được lên màn hình Android rồi. Đấy, màn hình Android này thì sẽ có cam lùi. Đây. Úi giời, cam lùi nét căng bét vì đang mở cửa mà. Em ơi, đóng cho anh cái nắp cửa sau lại cái. Vâng. Đấy. Úi giời. Đó, cam lùi căng bét luôn. Đấy. Đã có cam lùi, cam hành trình thì đây rồi. Đấy. Bộ màn hình này thì có tích hợp thêm cả gắn SIM 3G, 4G nhá, ra lệnh giọng nói nhá, dẫn đường, chỉ đường nhá, cảnh báo tốc độ nhá. Bộ này lắp cho con này thì đâu đó là giá chưa lắp nó khoảng 4 triệu 3 một bộ. Đấy, bao gồm cả dưỡng, cả dây dắt theo xe, các bác chỉ cắm phục phát là vào thôi. Đấy. Bác nào liên hệ mua màn hình này có thể liên hệ số điện thoại em đang cho nhá. Bởi vì là em bên em làm về cái đồ chơi ô tô này từ 2015 cơ. Đấy, cho nên là các bác hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng sản phẩm với em làm. Điều hòa thì là điều hòa tự động này. Đấy, các bác thấy không? Điều hòa tự động luôn. Đấy, đời form 2009 nhưng mà điều hòa tự động nhá. Thế cho nên là giá nó có vẻ là hơi cao hơn một chút so với bình thường. Đấy. Đấy, tăng quạt gió hoặc là để trên nước tự động đây. Đấy, ấn vào đây là sẽ là tự động này. Không biết là các bác có nhìn thấy không. Đấy, tự động này. Put off là tắt điều hòa này. Cái này là bật điều hòa là chế độ tự động này. Mình không muốn tự động mình có thể tăng gió lên này. Đấy, lấy gió trong này, gió ngoài này, bật điều hòa này và chuyển các chế độ này. Chuyển các chế độ này thì các bác sẽ có thể chuyển sang gió vào mặt, gió vào chân hay là gió vào kính chẳng hạn, sấy kính này. Đấy. Nút hazard trên này này. Sấy ghế này, các bác thấy không? Đây, hiện tại là nó có nút sấy ghế đây. Đấy, phiên bản này nó có sấy ghế các bác nhá. Thế cho nên là nó sẽ cao hơn bình thường một chút đấy. Đây. Còn bên cạnh này là hơi kẹt tí do cái dưỡng này. Đấy, cái này là để dìm gì nghe điện thoại này, cái này dùng để sấy kính. Cái này là dùng để bật đèn đèn gầm. Rồi ok. Phần trên đầu ta trần khá là đẹp đấy chứ các bác nhỉ. Từ đời 2009 giờ mười mấy năm rồi mà cái trần này rất là đẹp. Chỗ này là chỗ để kính à? Để xem có kính được không? Ôi không có kính nào. Chỗ để kính, đèn đang hoạt động bình thường. Đó. Số km thì như em nhận định ấy, nó chạy khoảng trên 10 vạn thì các bác thấy không? 103.000 km. Thì cái này nó hơi bị bóng một tí thôi mà. Đấy. Khi nào mà cái này chạy tầm đôi chục nghìn km bác nào chạy rồi tầm khoảng 20 vạn đi. Cái chỗ này đảm bảo các bác bóng hết luôn. Mà thậm chí là cái da này của nó vẫn còn nhá. Cái da này đấy, vẫn còn nhá. Đấy. Đấy. Rồi ok. Cần số thì còn khá là ok. Bọn này cần số là như vậy. Đấy. Cái bọn cần số này thì nó có tích hợp thêm cái nút nhỏ nhỏ ở dưới này nữa. Đây. Cái nút nhỏ nhỏ ở dưới nữa. Để tắt cái chế độ để mà bật cái chế độ mà khi mình muốn vượt xe lên ấy. Khi mình muốn vượt xe thì nó sẽ giới hạn ở một cái số nhá. Nhỏ, ví dụ như xe đang chạy 4 số thì nó chỉ giới hạn nó chạy được tối đa đến 3 số thôi để cho nó máy nó khỏe, nó vọt lên bốc hơn thôi. Đấy. Rồi, bây giờ đến cái phần chân phanh, các bác nhìn chân phanh kìa. Đã hơi mòn một tí bên phải thôi. Lựa chọn nó sẽ mòn ở cái tầm khoảng chạy khoảng trên chục vạn. Rồi bây giờ em sẽ mở phần capo lên để quay cho các bác cái máy nó chi tiết một chút. Đấy. Mua cái xe cũ mà thì ta cần quan tâm đến tình trạng là đâm đụng nó không phải nặng. Ây dạ, lại phải chống rồi. Ui dạ. Thì đâm đụng nó không, đừng có đâm đụng nặng quá vào phần sắt xi, khung gầm. Và đặc biệt là cái máy của nó phải còn ngon. Với những xe đời thấp quá thì máy làm lại rồi cũng được. Đấy, thế nhưng mà điều cơ bản là máy nó phải còn ngon và còn chất. Đấy. Như con này thì em thấy được rằng là máy nó còn chưa làm các bác nhé. Bởi vì sao em nhìn được như vậy thì các bác để ý những cái con ốc mà tháo phần cổ bô, cổ xà này, nó vẫn còn zin nguyên này, chưa tháo này. Đấy, không biết là các bác có nhìn thấy không. Đấy, là zin nguyên là chưa tháo này. Mặt giàn cò thì em đã thấy tháo rồi. Đấy. Phần khung, giằng đầu, các thứ là đều còn nguyên bản hết. Cabo cũng còn nguyên bản thì các bác biết được rằng là nó khá là ok rồi đúng không. Đấy.
phía bên này, nhìn sâu xuống phía dưới tất cả đều còn nguyên bản. Đấy, như vậy là con xe này về cơ bản em đánh giá được về tình hình trạng đâm đụng của nó là gần như là không có nhá. Đấy, ngon lành, cành đào. Đấy, và bây giờ em sẽ nổ máy lên để xem máy móc như thế nào nhá. Rồi. À, sáng ra đây chạch cái nó chưa thể lên ngay được vì là mới rửa khoang máy các bạn, em vừa phun rửa khoang máy đấy. Tiếng máy các bác lại thấy là nó khá là êm đúng không, tiếng máy khá là êm đúng không đấy. À, con này thì tạm thời thôi, em đang đánh giá được là con máy của nó còn ok, vậy thì em xem qua ở đây xem có bị lọt hơi hay không. Úi giời, các bác nhìn này, trong là sáng choang này, hơi thừa thì gọi là như không này, đặc biệt là quạt chả gần như không có này. Đấy, ok, bây giờ em thử ga to lên cái. Wow, wow, rất là dứt khoát luôn, ga phát lên luôn, không có tiện ạc ạc cái gì đâu. Đó, đằng sau không hề khói đen khói đỏ gì hết các bác nhá. Rồi, ok, kiểm tra cái máy móc thì đa số là như vậy, còn cầm đậy thì hôm trước em có kiểm tra rồi, nhưng tuy nhiên thì em vẫn phải cho đi là kiểm tra cho nó lại ngon lành, cành đào căn chỉnh cầm đậy các thứ ngon lành nha các bác. Đấy. Ui giời, tắt máy đi cái. Đỡ tốn xăng. À, xăng bây giờ vừa giảm xuống đâu đó còn hai mấy nghìn rồi, 22-23 nghìn. Đỡ bao tiền phải không các bác? Hình 24 nghìn thì sao, giảm được có 900 đồng mà. Đấy. Thì bây giờ em vừa chia sẻ xong với các bác một cái con Kia Morning thuộc đời 2009. Phiên bản thì có xây ghế và có điều hòa tự động, cộng với một cái gì đó là nó còn khá là chất. Bởi vì một con xe đời 2009 đến bây giờ mà đâm đụng, nói đến đâm đụng chứ không phải là va quẹt. Va quẹt nhẹ nhẹ thì cái đấy em không nói, không thể tránh được, người mình va quẹt rất là bình thường thôi. Thế còn con xe đâm đụng thì con xe này không có đâm đụng, tình trạng máy tốt. Gầm bệ thì nói thật các bác, em đang ở trong gara mà em chưa thử. Em mịch em bảo là nó khá là ok, nhưng em sẽ cho đi kiểm tra lại ngon lành các bác. Và giá em đang bán con này với cái giá là 188 triệu đồng. Bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với em và em mịch theo số điện thoại ở bên dưới màn hình như các bác nhá. Đấy. Ở đây thì vừa xong em lại vừa nhìn thấy một cái và về cuối clip em sẽ chia sẻ lại các bác. Ở đây thì em nhận thấy được rằng là nó có một cái vết móp rất là nhẹ. Đấy, vết móp rất là nhẹ nhưng không biết được rằng là lý do vì sao. Kính này thì zin, thế thì em sẽ kiểm tra lại cho các bác lần cuối ở cái chỗ móp như thế này. Lúc nãy em không nhìn thấy. À, không sao cả các bạn. Đấy. Đình bấm, đình biết các thứ của nó là còn nguyên luôn. Rồi, ok. Cuối clip, xin cảm ơn các bác, những anh em nào đấy đã xem clip hôm trước và có nhắn tin rằng cho xin cái clip về con Kia Morning như thế này. Thì em đã làm một cái rất là chi tiết, bác nào có nhu cầu có thể liên hệ. Và ngoài ra em còn một con như này thuộc đời 2008. Xe biển Bắc Giang và em đang bán với cái giá là 175 triệu. Bác nào có nhu cầu có thể liên hệ. Và con này là 188 triệu các bác nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những clip sau.